Kính mời cùng đoàn chúng ta đứng và tham dự nghi thức tổng kết và phát tâm trong con Chúa Trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin ngôi bà Thiên Chúa ở xuống trên chúng con. Ban hồng ân tràn chứa ấm ngọn hồn sai chúng con. Yên chúng con những chiến sĩ của Kitô, hai nhân chứng lời trời muôn người trong các nơi. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời. Cuộc sống trần thế khác, con người chỉ chết một lần, không đầu thai sau khi chết. Đó, với tâm tình và niềm tin đó, chúng ta cùng nhau tham dự nghi thức tổng điểm ông Giuse. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhân lại chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp nơi đây, để cầu nguyện cho ông Giuse được thôi thúc can đảm thi hành ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, đưa Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện quên Cha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin Thánh hóa người anh em chúng con đây, để trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha và đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người anh em chúng con đây được sống lại như con Cha, ngày hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Dưới đất này bị sự chết phá hủy đi, thì chúng con này có một nơi cư ngụ do Cha dựng lên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin Thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc áo là nhà đạo cho thân xác yếu hèn, hay cơ đáp của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh cho quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tạm này được Cha Thánh hóa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con, là đền thờ ngôi lăng Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho linh hồn Giuse mau hưởng công nhân Chúa. Chúa đã đâm hằng sâu và hiện trị muôn đời. Thank you.
Xin cha chúc lành cho những trang phục này để những người thân trong tam quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của cha trong tâm hồn, biến đau thương thành lời kinh nguyện chân thành tha thiết dâng lên trước tôn nhan cha, để được cha thương xót đổ hồng ân xuống cho người quá cố. Và xin cho những người thân trong tam quyến mặc trang phục này thể hiện sự hiệp thông để đền ơn đáp nghĩa người quá cố, yêu thương gắn bó và đùm nhỏ với nhau, biết tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đến nghi thức phát tang, kính mời ông số đại diện cho gia tộc lên nhận tang và phát tang cho anh em con cháu. Cháu này ra tí được. Chúng ta sẽ
kính mời mẹ con bà Phú lên nhận tang. Kính mời gia đình ông bà ngài Xuân lên nhận tang. Kính mời gia đình ông bà Thâu Xoan lên nhận tang. Kính mời gia đình ông bà Thiệu Xuyến lên nhận tang. Kính mời gia đình ông bà Ấn Ngân lên nhận tang. Kính mời anh em ông Việt Anh ở Thiên Đôn Nội lên nhận tang. Kính mời ông Tin lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Kiệt Sinh lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Quảng Nhường lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Thành Hòa ở Đông Xuyên lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Thiều Màu lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Môn Hương lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Du Hà lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Cởi Xin lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Tuyên Hương lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Nại Thấu lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Ẩn Chen lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Uốc Quyên lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Dũng Hưởng lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Rồng Lý lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Thắng Nợ lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Thành Hoãn lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Tuấn Sơn lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Văn Quyện lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Đức ở Duyên Não lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Hải Nhi ở Đông Xuyên lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Võ Xuân lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Quang Thơi lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Tuyển Dĩ lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông bà Long ở Thiên Đôi lên nhận tang. Kính mời đại diện gia đình ông
Tân ở Tân Lập Minh Nhật Tăng. Mời đại diện gia đình ông Thành ở Minh Đức Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình ông bà Việt Mận ở Hưng Xuyên Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình cô chú Điệp Như Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình ông bà Kim Huệ ở thủ đô Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình ông bà Đăng ở Thiên Thanh Minh Nhật Tăng. Ông bà Đăng ở Thiên Thanh. Xin mời đại diện gia đình ông Thăng ở Xuân ở Sơn Quang Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình ông Trúc ở Sơn Quang Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình ông Đạt ở Xuân Hòa Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình ông Việt ở Xuân Hòa Minh Nhật Tăng. Xin mời đại diện gia đình và Nhẫn ở Xuân Quang Minh Nhật Tăng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót về phát tang, xin mời ông gặp ông triệu tập để tiếp tục phát tang. Đại diện họ Vũ, họ Ngoại Minh Nhật Tăng. Đại diện họ Vũ, họ Ngoại ở Hào Nai, Minh Nhật Tăng. Thầy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, đưa cha tỷ đến, đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên. Xin cha cho chúng con hôm nay nương tựa hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước ác mừng, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Tôi tin kính nơi Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép nơi Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng tính, chịu làm đời quan phong Siêu Phi Đa Tô, chịu đóng anh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống ngục tổ tâm, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh nơi Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở tâm thế này, ta thánh đông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sát hoài mọi ngày sau sống này, tôi tin làm sống và thế này. Chúng con trong cái đất thánh nước mẹ Chúa Trời, xin chớ chê cho con ở chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu tôn nước nữ đồng khi nghiện vinh sang lan. Lạy trái tim ra thanh Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim được thanh được tịnh ra thanh Đức Bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy ca thánh tử đạo Việt Nam, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh đồ Giuse được lên xuống nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mà ơi Chúa Trời, sáng nam vui vẻ vô cùng. Amen. Đây cha và con. Thank you.
ngày giáo tập đoàn giáo sư Trung Trương. Tôi là phần kỹ thuật đặc điểm cũng như phần kiến thức. Đây là rất là can. Cho ông du xe và vận chuyển là điểm chuẩn bị hoàn tất. Tôi là phần kỹ thuật tiếp theo là phần kỹ thuật lễ chào mừng của đội khuyên nhạc Quy Đức. Vâng, đến từ quê hương Thái Bình sẽ trở về chiếc hương linh của ông Phương Xe và Văn Xuyên để cử hành. Kính thưa linh hồn ông Du Xe kính mến, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tăng quyến, trong giờ phút đau thương mất mát này, nhận lời mời của gia đình đoàn kim nhạc giáo xứ Minh Đức đến từ quê hương tỉnh Thái Bình, chúng con về đây có những bản nhạc sầu nói về tình cha nghĩa mẹ. Và giờ đây, để mở đầu cho chương trình tang lễ hôm nay, đoàn kim nhạc chúng con xin được kính dâng lên Thiên Chúa bản nhạc thánh ca Ngài là Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón nhận linh hồn ông Du Xe về hưởng nhan thánh Ngài.